Tracy, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái thành phẩm mà Tracy vừa lấy ra từ trong hũ sau 7 ngày mình để nè. Mọi người xem cái màu chanh thì, cái vỏ chanh thì trong vắt, dẻo, mềm. Đó. Đó, mọi người xem có thích không? Nếu mọi người yêu thích thì hãy nhấn nút chia sẻ và cùng làm với Tracy. Đảm bảo là mọi người sẽ có một cái món thức uống cho những ngày nắng nóng rất tốt cho sức khỏe, và mình có thể là dùng cho những ngày lạnh là mình sẽ dùng nóng. Bây giờ mời mọi người cùng làm với Tracy nha. Để chuẩn bị cho nguyên liệu chanh xí muội thì mình không thể thiếu chanh ha. Thì ở bên đây cái mùa chanh Meyer này thì người ta bán vào tháng 12, thì Tracy mua cái chanh này, thì cái loại này nè. Đó, đây là cái loại chanh mà Tracy dùng. Cái loại này á, là nó rất là ngon. Trái của nó là cái vỏ rất là mỏng và nước nhiều, và nó không có quá chua như cái chanh xanh của mình ha. Mà mọi người thích cái mùi tinh dầu của cái trái chanh này á, cái tinh dầu của nó rất là thơm. Thì mọi người sẽ để nguyên như vậy và mình sẽ sơ chế bước 2. Còn nếu như mà mọi người muốn hoàn toàn cái tinh dầu nó loại bỏ thì mình sẽ dùng cái miếng rửa chén sạch nè. Tôi sẽ có những cái miếng rửa chén như thế này để mà mình dùng riêng biệt để mình rửa chanh, rửa tắc. Thì tôi sẽ dùng để rửa chanh như thế này. Đó, mình sẽ rửa chanh, và sau khi mình rửa chanh hết rồi á thì mình sẽ đi cắt ra, mình lấy nước và mình sơ chế các bước tiếp theo. Thì bây giờ thì Tracy sẽ đi mình đi sơ chế cái phần chanh ha. Mình đi rửa cái chanh này á, thực ra là nó không có đắng nhiều như là cái chanh vỏ dày màu vàng kia. Thì mọi người có thể không cần cái bước này cũng được, là không cần cái bước phải chà vỏ, nhưng mà Tracy rất thích là loại bỏ vỏ hoàn toàn, thì mình có thể chà vỏ giống như Tracy hoặc là mình để luôn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chà chanh ha. Thì chanh mua về mình sẽ rửa sơ, rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái miếng chùi xanh này nè, mình sẽ chùi sạch, mình sẽ cà như thế này, mình cà rồi sau đó thì mình sẽ nhúng xuống nước để cho mà cái phần vỏ tinh dầu nó ra đó. Đó, mình sẽ loại bỏ cái tinh dầu ở bước này đi một phần, rồi sau đó mình sẽ sơ chế ở các bước sau, thì mình sẽ loại tinh dầu ra hoàn toàn. Nếu như mà mọi người không có thích cái mùi tinh dầu the the ha, thì tương tự mình sẽ làm cho đến hết nha. Đây là cái trái sau cùng mà Chrissy đã chà nè. Thì mình chà hết như rồi thì mình thấy nè, cái nước của mình á, ban đầu nó rất là trong, và bây giờ thì sau khi mình chà thì cái nước của mình nó ra như thế này. Bây giờ thì chị sẽ đi xả cái chanh mà sau khi mình xà, mình chà, mình để qua cái rổ nè, mình để qua cái thau như thế này, mình sẽ đi xả rửa lại cho sạch. Và đây là cái phần chanh mà sau khi Tracy rửa sạch, mình sẽ cắt hết lần lượt cái chanh này để mình vắt lấy nước ha. Thì sau khi mình chà lấy vỏ rồi đó thì mình sẽ cắt ra như thế này đó. Tracy sẽ cắt hết, và sau đó thì Tracy sẽ dắt nước và mình sẽ lấy cái vỏ chanh này nè, mình sẽ cắt nhỏ nha. Tương tự mình sẽ cắt hết cái khối lượng chanh này, thì mình sẽ đi vắt cái chanh này. Thì mình có thể dùng dụng cụ vắt kem, vắt máy hoặc vắt tay, hoặc dụng cụ bóp tay cho cái nước này nó ra cũng được ha. Đây là cái chanh mà sau khi mà Tracy đã vắt lấy nước và mình đã lột cái vỏ lụa ở bên trong này mình bỏ ha, mình không có lấy cái vỏ lụa ha. Mình sẽ rửa lại tất cả các toàn bộ tất cả các vỏ chanh mà sau khi mình đã vắt lấy nước, và đây là nước cốt chanh mà Tracy đã vắt xong. Để chuẩn bị cho cái phần hỗn hợp nước đường để làm chanh xí muội thì Tracy có đường, thì ở đây là hôm nay là mình
nhà hết đường vàng cho nên Tracy dùng cái đường này là đường light brown sugar, giống như đường đường vàng đó, đường nâu nhẹ nhẹ đó. Thì Tracy sẽ dùng ở đây là cho lượng tổng của nước cốt chanh và vỏ chanh sau khi mà Tracy dắt và đã lột bỏ vỏ lụa là 2,5 kg. Thì mình sẽ dùng với cái lượng đường như vậy, thì công thức sẽ được ghi ở phần mô tả. Rồi, mình sẽ cho hết cái phần nước cốt chanh vô đây. Cốt chanh là mình vắt, là mình lọc qua rây ha. Và trong quá trình vắt thì mọi người nhớ là mình có thể dùng cái muỗng đó, mình xoáy ở trong đây, hoặc là mình dùng cái dụng cụ mình vắt, hoặc là mình dùng cái máy vắt mình vắt, để mà cái vỏ chanh khi mình vắt, tránh mình trực tiếp mình vắt như thế này thì nó sẽ cái vỏ chanh nó sẽ làm cho cái nước của mình nó đắng đó. Và Tracy sẽ cho hết cái phần nước chanh vô đây và sau đó thì mình mới đi làm cái phần cắt chanh ha. Đây là cái lượng muối mà Tracy dùng cho 2,5 kg chanh sau khi mà Tracy đã cân lại ha. Đây là cái phần mật ong, mình sẽ dùng kết hợp giữa đường phèn với mật ong hoặc là đường cát với mật ong, đường vàng ha, mình sẽ cho hết cái phần mật ong vô. Công thức này thì Tracy dùng là đối với cái này là mình không có làm ngọt lắm nha. Nếu mà mọi người ăn ngọt hơn thì mình sẽ tăng cái lượng đường lên nha. Ứng với lại 1 kg chanh thì Tracy dùng có tổng là 850 chất ngọt thôi. Trong đó gồm có đường và mật ong. Mình dùng đường phèn thì cái độ ngọt nó sẽ ngọt thanh. Nếu mà mình dùng đường cát á, thì nó cũng ok ha. Rồi bây giờ sau đó thì Tracy sẽ quậy hết cái phần này. Mọi người lưu ý Tracy ha, mình chỉ tính cái số gram sau khi mà mình cân cái lượng nước cốt chanh và cái vỏ chanh bao nhiêu thì mình tính trên cái lượng như vậy để mình tính cái lượng đường nha. Mình không có tính cái lượng đường chất ngọt dựa trên cái tổng chanh ban đầu. Do cái chanh của mình đó, mình bỏ cái phần lõi ở trong rất là nhiều và cái vỏ của mình nó cũng nhiều, nó dày hơn khi mà mình làm cái tắc. Cái này thì mình nó hơi đục đục, nhưng mà khi mà mình để 1 tuần đến 10 ngày đường nó tan hết thì nó sẽ trong trở lại nha. Sau đó thì Tracy sẽ đi cắt cái vỏ chanh. Sau khi mà mình có cái vỏ chanh như thế này nè, đó mình đã rửa xong sau khi mình vắt nước cốt chanh rồi ha, thì mình sẽ đi cắt hoặc là mình sẽ trụng cái vỏ chanh này để khử đắng, chất the chất đắng trên vỏ chanh đó, rồi mình sẽ ra mình cắt. Thì mình làm bước nào trước cũng được, cái nào mình tiện, mình cảm thấy tiện đối với mình, dễ hơn đối với mình thì mình làm ha. Rồi bây giờ thì nếu như mà mọi người cắt á, thì mình sẽ cắt trước khi mình trụng hoặc là mình đi trụng rồi mình cắt. Thì đối với Tracy á, thì Tracy thấy là mình sẽ trụng cái vỏ chanh này xong rồi mình cắt thì nó sẽ rất là mềm, rất là nhanh hơn là mình cắt khi mà nó còn sống như vậy ha. Rồi bây giờ thì Tracy sẽ đem đi mà mình sẽ trụng cái vỏ chanh này. Sau khi mà nước nó sôi tim thế này thì Tracy sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê, 1 muỗng canh muối nè. Sẽ cho tiếp vô đây giấm, ở đây là Tracy dùng giấm táo ha, mình dùng giấm nào cũng được nha. Tracy sẽ cho vô đây là 1,5 muỗng. 1,5 muỗng giấm, ở đây là mình sẽ dùng là 2,5 lít nước. Sau đó thì Tracy sẽ cho cái phần vỏ chanh này vô, lửa là mình để lửa lớn, mình sẽ luộc khoảng 3 phút. Mình trụng chanh như vậy nó vừa mềm tới nhất, chứ nó không có mềm nữa ha, mình chỉ khử cái vỏ chanh thôi chứ mình không phải là mình luộc cho cái vỏ nó chín thiệt mềm nha. Mình sẽ nhúng hết cái phần vỏ chanh của mình xuống. Trong quá trình luộc thì mình đảo nó luôn ha. Những cái phần vỏ chanh ở dưới đó mình sẽ cho nó lên. Rồi cái phần ở trên thì mình nhúng nó xuống để cho nó đều. Mình sẽ luộc 3 phút nha. Sau 3 phút thì
mình sẽ đổ ra và mình sẽ bóp xả, mình bóp xả cái vỏ này cho nó bớt đi cái lượng tinh dầu ở trong cái vỏ đó. Sau khi mà mình luộc lần thứ nhất nè, mình sẽ cho vô thau và mình sẽ bóp xả, mình sẽ bóp xả. Sau khi mà Tracy bóp xả hai lần như thế này nè, đó, thì mình coi nè, cái nước của mình nó đục như thế này nè, đó. Rồi thì mọi người cứ bóp xả 2 đến 3 lần và sau đó mình sẽ đi luộc lần thứ hai, và sau lần thứ hai thì mình sẽ thử cái vỏ này nha. Nếu mà cái mình sẽ ăn thử cái vỏ này, nếu mà nó còn nhẫn nữa thì mình sẽ luộc lần thứ ba để cho nó hết the hoàn toàn. Còn nếu như mà mọi người muốn để cái vỏ của mình nó hơi the the đó thì mình luộc hai lần là được nha. Mình sẽ luộc lần hai. Lần hai này mình sẽ không cho muối và không cho giấm ha, mình chỉ luộc nước không thôi nha. Mình sẽ cho hết cái lượng chanh và mình sẽ tính 3 phút kể từ lúc nước sôi ha. Thường thì đối với chanh này thì chỉ luộc hai lần là nó cái tinh dầu, cái chất đắng của nó không còn đắng nữa. Còn nếu như mà tùy thuộc vào cái loại chanh và lúc mà mình có chà vỏ lần đầu hay không nữa thì mình xem thử, nếu mà nó còn đắng thì mình sẽ luộc lần thứ ba nha. Đây là cái phần vỏ chanh sau khi đã được trụng hai lần. Mình bóp xả kỹ trong nước để loại bỏ tinh dầu hoàn toàn. Và bây giờ thì Tracy sẽ tiến hành cắt vỏ chanh. Mình sẽ cắt vỏ chanh thành sợi như thế này. Và mình sẽ cắt đôi cái vỏ chanh ra để cho mình dễ cắt nè. Rồi nếu mà có cùi thì mình cắt cái cùi, cái phần đầu cùi chanh ra luôn. Rồi cái phần ở bên trong đó, nếu mà nó còn sót thì mình cắt ra luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ xếp lại như vậy để mình cắt cho nó nhanh đó. Mình cắt những cái sợi tương tự cho đến hết như thế này, và mình cắt cái sợi chanh càng mỏng càng tốt nha. Đây là cái lượng chanh mà sau khi mà Tracy cắt sợi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn với lại hỗn hợp nước, đường, mật ong, chanh. Trước khi trộn thì mình sẽ khuấy đều để cho cái đường đóng ở dưới đáy thau được tan bớt đó. Mình dùng đường phèn hoặc đường mía, đường nào cũng được nha. Thì sẽ cho cái phần vỏ chanh mà sau khi mình đã cắt mình cho vào để trộn nha. Đây là cái hũ mà sau khi Tracy đã tiệt trùng bằng nước ấm nóng và mình để cho thịt ráo khô nè. Bây giờ thì Tracy sẽ cho hết cái lượng chanh xí muội vô, mình cho cả nước và cái vô, mình sẽ gấp đều có cả nước và cái như thế này, mình sẽ lần lượt cho đầy hũ nha. Sau khi mà Tracy cho hết cái phần chanh của mình thì Tracy thu hoạch được hai hũ như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đậy nắp lại nha. Tracy dùng cái mấy màng bọc để Tracy đậy cái nắp lại đó, để cho nó khỏi dính cái phần đường trên nắp. Thì mọi người có thể dùng nắp đậy trực tiếp, không cần phải bọc qua màng bọc giống như Tracy nha. Rồi tương tự mình sẽ đậy cho cái hũ thứ hai. Tracy đậy như thế này để cho cái nắp nó không bị dính đường và nó nhanh bị reset đó. Rồi, hai cái hũ này thì Tracy sẽ để đây trong vòng 7 đến 10 ngày, sau đó mình sẽ thu hoạch. Thì nếu nhà mình có nắng thì mình sẽ đem cái hũ này mỗi ngày ra nắng mình phơi cho nó nhanh tan đường, trường hợp mình dùng đường phèn. Nếu nhà mình không có nắng thì mình sẽ đem cái hũ này mình cho lên bếp mình đun sôi khoảng 2 đến 3 phút, rồi mình tắt bếp, mình để nguội hỗn hợp rồi mình cho lại vô hũ nha. Đây là cái thành phẩm chanh xí muội mà mình đã để 7 ngày rồi nè. Cái này mọi người có thể để từ 7 đến 10 ngày ha, miễn sao mà cái đường ở trong cái hũ này nó tan hoàn toàn và cái vỏ chanh nó trở nên trong là được. Giờ mình sẽ coi cái thành phẩm của mình sau 7 ngày thì cái chanh của mình nó rất là đẹp luôn, mặc dù là hôm nay là lúc Tracy làm á, nhà mình hết đường phèn, mình làm bằng cái đường mía hay là cái đường nâu đó, thì cái màu nó ra nó không trong trắng như là cái đường phèn.
với lại mật ong, nhưng mà cái nước của mình rất là trong, rất là đẹp nha. Mọi người coi thành phẩm của mình này, rất rất ngon luôn. Bây giờ Tracy sẽ gấp ra để cho mọi người xem cái độ trong của cái vỏ ha. Sau 7 ngày thì mình có thể dùng được rồi. Đây là cái thành phẩm vỏ chanh xí muội, mình dùng đường và mật ong. Rồi cho chị sẽ lấy cái nước ra ha. Cái nước chanh của mình, cái nước của mình sau khi mà nó để một tuần như thế này thì nó rất là trong. Ban đầu cái nước của mình khi vắt ra đó thì nó không có được trong như vậy, nhưng mà có sự hòa quyện của đường, mật ong và mình để 7 ngày thì cái nước của mình nó trở nên trong như thế này. Đây, cái vỏ chanh của mình, cái sợi nó rất là trong, trong vắt luôn. Mình nhìn ha, mặc dù là Tracy cắt cũng mỏng vừa đó, không có quá mỏng đâu. Thì nếu mà mọi người có thể cắt mỏng, càng mỏng được thì càng tốt nha. Đây là cái thành phẩm của mình nè, mọi người xem có thích không? Nếu mọi người thích thì hãy bắt tay vào làm với Tracy nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng Tracy pha một ly để mình cùng thưởng thức nè. Đầu tiên thì Tracy sẽ bỏ vô đây khoảng 2-3 muỗng. Nước thì mình cho cái nước ở dưới trước đó, thì lát nữa mình bỏ đá lên, rồi cái sợi thì mình bỏ ở trên thì cho nó đẹp mắt, thì mọi người muốn làm như thế nào cũng được ha. Sau đó thì mình sẽ cho vô đây một ít nước, mình cho một ít thôi, không cần cho nhiều ha. Mình cho vô nước lọc hay nước ấm, nếu như mà mình muốn dùng đất nước đá cho ngày hè đó giải khát thì mình sẽ cho vô đây nước lạnh hoặc nước ấm, nhẹ nhẹ đều được ha. Rồi mình sẽ cho đá vô, nhưng mà nếu nhớ là đừng có cho nước nóng quá. Sau đó thì mình sẽ bỏ đá vô nha. Sau khi mà mình đã cho đá vô đầy ly rồi thì mình sẽ cho lên mặt một ít vỏ chanh. Mình ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu hết, thì cho khoảng hơn một muỗng canh vỏ chanh đã vừa cho một cái ly nha. Nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình cho thêm. Mọi người nhìn cái sợi vỏ chanh của mình nó trong vắt, nó rất là dẻo mềm luôn. Ngon lắm. Mọi người hãy làm thử một hũ như thế này để trong gia đình mùa lạnh mùa nóng mình đều có thể dùng được và rất tốt cho những lúc mà mình bị đau cổ họng đó. Rồi cho trẻ em cũng vậy. Nếu như mà nhà mình làm cho trẻ em đó thì mình sẽ nên khử cái mùi, cái tinh dầu ở trong chanh cho nó bớt đi, để một số trẻ em thì không chịu được cái mùi này cho nên mình sẽ làm như vậy. Còn nếu mà mình chịu được cái mùi tinh dầu mình vẫn để như vậy luôn, mình không cần phải chà như cái bước đầu cho chị nói ha. Để cho chị thử một miếng nha. Cái vỏ thì nó mềm, thơm, vị nó rất là vừa uống, ngọt ngọt nhẹ, mặn mặn nhẹ, thơm, thơm lắm, thơm cái mùi vỏ chanh. Cái vỏ chanh này tôi sẽ mua đó, cái loại chanh này rất thơm và không có chua nhiều, cho nên là cái lượng đường tôi sẽ dùng trong đây nó cũng rất là ít. Thì mọi người cân nhắc vào cái khẩu vị của mình ha. Nếu như mà mình ăn ngọt nhiều thì mình sẽ tăng cái lượng đường, và nếu như mà mình muốn chua thêm nữa thì khi mà mình pha cái thành phẩm như vậy nè, mình sẽ vắt thêm một miếng chanh. Nhưng mà đối với Tracy thấy là khi mà mình pha như vậy với công thức này thì cái lượng chanh và lượng đường rất là vừa phải, thì mọi người sẽ làm theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Tracy sẽ để bài ở đây, mọi người có thể theo dõi. Nếu yêu thích thì hãy share và đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái video clip tới Tracy có đăng, thì mọi người sẽ tiện theo dõi nha.